Kiếm, Tiền Online. Chào bạn, hôm trước mình đã giới thiệu đến bạn kiếm tiền với một cái trình duyệt là CryptoTab. Thì để kiếm được tiền thì các bạn phải đòi hỏi phải có một những cái tài liệu, những bài đăng quảng bá, quảng cáo. Thì trên CryptoTab cũng có, nhưng mà cái giao diện nó tiếng Anh, nhiều khi nhiều cái máy của bạn không dịch được đó thì nó sẽ rất khó khăn. Cho nên mình đã làm một cái trang tài liệu bằng tiếng Việt, gồm hình ảnh, quảng cáo, banner và một số bài viết để các bạn copy về, các bạn post lên thôi. Các bạn sẽ chỉnh sửa đường link này thành đường link của các bạn đó, và các bạn sẽ đăng lên các mạng xã hội hoặc là có thể làm video hướng dẫn chia sẻ đến người sử dụng để các bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Đây là cái bài mẫu, còn đây là những cái banner đó, hình ảnh banner thế này. Thì khi các bạn đặt lên website hoặc bạn đặt lên website hoặc là blogger, thì khi người ta thấy vào, ta vào cái website của bạn thấy hay thì sẽ click vào và tôi thấy sẽ đăng ký đó. Thì đây là những banner mình đã làm sẵn, các bạn chỉ việc copy vào sửa đường link lại là trở thành của các bạn thôi. Đây thì trình duyệt của nó thì nó cũng có sẵn thôi, nhưng mà do cái giao diện nó bằng tiếng Anh nhiều khi các bạn không biết được. Thì trên mình về trình duyệt của nó cũng có những cái banner và những cái landing page. Thì nhiều bạn chưa biết landing page là gì. Đây nè, đó. Thì nó cũng có những mẫu gọi là những cái trang web sẵn, các bạn chỉ copy về là nó sẽ là của các bạn thôi. Đó, nó làm sẵn cho các bạn. Các bạn chỉ quảng bá, thì khi người ta click vào cảm thấy hay, người ta sẽ lấy thôi. Đây, ví dụ như cái trang web của nó làm sẵn nè. Rất là đẹp nha các bạn. Các bạn có thể dịch thành tiếng Việt được, tại vì đây là các bài đăng. Cho mình bị lỗi chuột phải nên mình không có dịch được, cho nên mình sẽ chia sẻ các bạn cái trang web của mình. Bạn vào trình duyệt, các bạn gõ là nguyenthan.com sẽ tài liệu quảng cáo CryptoTab, thì sẽ ra cái giao diện trang web thế này đó. Và những bạn nào mà có khả năng máy dịch được tiếng Anh thì có thể vào lấy những cái mẫu có sẵn của thằng CryptoTab để các bạn kiếm tiền. Thì kiếm tiền CryptoTab như thế nào? Đây, dịch thành việc tài liệu quảng bá bằng liên kết cá nhân của bạn đó. Bạn có thể lấy bất cứ cái nào, khi bạn đăng ký vào thành viên thì nó sẽ tạo cho bạn những cái trang web, những cái banner và những cái bài viết, hình ảnh, quảng cáo đó. Còn những bạn nào mà khó khăn về tiếng Anh mà không dịch được á sang tiếng Việt thì các bạn có thể vào thân.com chặt tài liệu quảng cáo CryptoTab, mình đã làm sẵn hết và chỉ vào xem thôi đó. Còn những cách kiếm tiền thì các bạn có thể vào cái thân.com kiếm tiền với CryptoTab đó. Mình cũng làm một cái bài, nói chung cũng lấy những cái mẫu của thằng CryptoTab thôi đó. Mình làm cái bài viết và video hướng dẫn chia sẻ đó. Đây là một video mình đã làm giới thiệu sơ lược về GIAN và cách cài đặt. Đây.
đây để kiếm tiền như thế nào, thì bằng việc các bạn sẽ chia sẻ cho người sử dụng, bạn bè, người thân hay đồng nghiệp, hay là các bạn làm website hay làm video giống như mình. Đây ví dụ đây là một video chia sẻ trên kênh YouTube, thì khi người ta click vào kênh để xem thì người ta cảm thấy hay, người ta sẽ đăng ký và tải cái trình duyệt về cho kênh nào thì mình sẽ được tiền thôi. Khi người ta khai thác có tiền thì mình sẽ được hưởng 100% cho thằng trình duyệt này trả cho mình đó. Thì các bạn sẽ được hưởng theo tầng lớp như thế này. Đây tầng lớp thứ nhất các bạn sẽ được hưởng là 15%. Đây mình sẽ qua cái trình duyệt của nó đây, giao diện nó to hơn của mình. Đây là một cái giao diện nó giới thiệu nè, xem tiếng Việt nha. Thì các bạn mời người dùng sử dụng và kiếm Bitcoin đó, mở trang tổng quan trở lại tổng quan ở trang tổng quan nó khai thác được Bitcoin á. Đây điều kiện hợp tác lợi nhuận cao, tài liệu quảng cáo, định dạng doanh thu, rút tiền không khoảng giữa cửa, đây là các bạn rút tiền trực tiếp gì luôn á, hỗ trợ đáng tin cậy, ở các bạn cần hỗ trợ thì nó sẽ hỗ trợ các bạn, thì các bạn hợp tác với nó thì các bạn sẽ có tiền. Như các bạn là người đi quảng bá cái trình duyệt này rồi. Cái lợi thứ hai là hãy tập trung vào khai thác khổng lồ, tại vì tiếng Anh nó dịch thì nó khác, nên là kêu các bạn á sẽ lấy cái đường link của các bạn sẽ chia sẻ được 10 tầng đó. Thì tầng thứ nhất các bạn sẽ được hưởng 15%, tầng thứ hai 10%, tầng thứ ba 5% để đi giảm dần. 10% là gì? Có nghĩa là khi mà người ta khai thác, người ta khai thác được Bitcoin thì các bạn sẽ được hưởng 10%. Ví dụ như này nè, đó mình đã tuyển được ba thành viên, chia sẻ được ba thành viên, thì mình đợi khi người ta đào được Bitcoin thì mình cũng được hưởng 1% theo người ta đào được đó. Nó gọi là cái affiliate đó các bạn. Đó tầng thứ nhất, và tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ chín, tầng thứ 10 đó. Bạn nghĩ con số thế nào đó, mình sẽ cho bạn xem cái doanh thu tạm tính của nó nè đó. Ví dụ như tầng thứ nhất là 5 bạn bè, doanh thu của bạn là 3 nè đó. Thứ 5 là tầng thứ 2 là 25, tầng thứ 3 là 125, cứ nhân lên đó, thì tính là cái số là nhỏ thôi đó, thì các bạn sẽ được hưởng là bao nhiêu, 40.636 đô đó, cực kỳ lớn các bạn. Mà 1 đô bây giờ khoảng 22.000 này, tính giá trị đô nha. Một Bitcoin á thì một Bitcoin bây giờ là nó khoảng 145 triệu tại thời điểm này, có nhiều thời điểm nó cũng tăng lên nữa nha đó các bạn. Cái này mới tính 5 người thôi nha, còn nhiều khi bạn còn mời nhiều hơn nữa đó, thì các bạn kiếm 5 người tin cậy chia sẻ và các bạn sẽ được họ chia sẻ nữa, cứ chia sẻ thì nói chung là một cái trình duyệt mà có thể làm ra tiền mà lại sử dụng giống như cái trình duyệt cốc thì các bạn dạy gì không làm đúng không đó. Thì bên cái trang web mình cũng lấy từ những cái bài mẫu và mình tạo thành một cái landing page đó, để chia sẻ đến người sử dụng. Khi họ sử dụng được thì họ cảm thấy hay, họ sẽ sử dụng cái trình duyệt, họ khai thác, họ khai thác họ có tiền thì mình cũng có tiền thôi đó. Giống như các bạn có cơm thì mình cũng có cháo đó,
nhưng mà nhiều tô cháo gộp lại thì sẽ hơn tô cơm đó, bạn hiểu không? Đó là cái lợi ích của cái trình duyệt CryptoTab. Chỉ đơn giản là các bạn sẽ copy cái bài và các bạn đăng lên cái mạng xã hội. Đây, ví dụ như mình sẽ đăng lên cái mạng xã hội là Senju. Thì đầu tiên mình sẽ lấy một cái bài viết. Đây à, này mọi người. Đó, mình đã kiếm được cái Bitcoin như thế nào. Đó, thì các bạn sẽ mình sẽ ra các bạn đăng giống như đăng Facebook thôi. Thì cái trình duyệt Senju này nó cũng kiếm được tiền nè. Thì trước kia mình đã chia sẻ với bạn rồi. Thì các bạn vào kênh YouTube Thân Nguyễn thì các bạn sẽ xem, hoặc là vào website cũng được, nguyenthan.com. Đó, thì các bạn biết nói cái điều hay, dẫn hình ảnh banner có sẵn nè. Đó, thì các bạn lấy cái này chia sẻ thôi. Rồi các bạn sẽ chia sẻ lên Facebook nữa. Đó, tương tự Facebook, Zalo, nói chung là những cái chia sẻ lên tất cả các mạng xã hội. Mình chia sẻ lên trang của mình. Thì công việc của bạn là chỉ lấy cái bài viết post lên kèm theo đường link, hoặc là kèm theo cái đường link của website thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Đó, đơn giản thôi, không? Đó, nó sẽ như kèm theo đường link của website. Thì khi người ta click vào, người ta sẽ thấy những cái lợi nhuận như thế này, lợi ích thế này, người ta sẽ tải về và cài đặt sử dụng thôi. Đó, đây là cái trang Thân Nguyễn của mình, là trang chuyên đăng về những cái bài chia sẻ cho cộng đồng những lợi ích và những cái cách kiếm tiền. Đó, nhiều khi do mạng yếu nên nó load có hơi chậm, không cho nên các bạn mà chưa biết cách kiếm tiền với Senju thì các bạn có thể vào YouTube, đây nguyenthan.com hoặc là Thân Nguyễn, YouTube của Thân Nguyễn thôi, mình sẽ ra được cái vào kênh của mình thì có ba video đã chia sẻ về cái cách kiếm tiền trên Senju. Đó, và một video kiếm tiền về CryptoTab. Thì mình đang làm một video thứ hai để chia sẻ các bạn, để các bạn kiếm tiền CryptoTab. Nói chung cách đăng thì cũng giống như trên Senju thôi. Đó, thì các bạn đăng và chia sẻ lên các nhóm, các group, và các bạn cũng chia sẻ lên Zalo. Chưa được nữa hả? Đó, hôm nay mình cũng giới thiệu sơ lược về cái trình duyệt
CryptoTab và cách kiếm tiền. Thì các bạn nào cảm thấy video này hay, hãy chia sẻ, like, share, comment. Nếu các bạn không hiểu, và chia sẻ đến bạn bè để họ cũng biết những cơ hội kiếm tiền, để có họ cũng kiếm tiền tiêu Tết như các bạn. Thì khi các bạn chia sẻ cho họ và ghép họ vô cái hệ thống của các bạn mà họ cảm thấy hay, thì họ sẽ chia sẻ đến cho bạn bè của họ, và cứ thế là tạo thành một cái hệ chuỗi hệ thống rộng lớn, và các bạn sẽ có tiền thôi. Đây, thì đã tạo thành một hệ thống như thế này. Rồi, cảm ơn các bạn. Thank you.